Còn khi bạn độc thân á, thì quyền kiểm soát bản thân bạn hoàn toàn là của bạn, đồng nghĩa với việc là bạn có thể ăn mặc hở hang một xíu, sexy một xíu, không sao. Thời này, trai gái đều cần sự nghiệp riêng. Chỉ có khi mà có sự nghiệp riêng á, tự kiếm được đồng tiền để nuôi sống bản thân mình á, thì bạn mới có tiếng nói, bạn mới có thể bảo vệ được người mình yêu, và cũng như là thiết lập được một cái lối sống mà lý tưởng mà từ trước nay bạn ao ước được. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Hiền của mình. Cô Lan Sa này, mọi người có dự định gì không nè? Thôi khỏi nói, nhìn mọi người ngồi trước màn hình của mình và xem clip là hiểu rồi ha. Với lại, trong cái tình hình dịch bệnh này á, thì tốt nhất vẫn là ai ở đâu thì ở yên đấy. Mấy cái đứa độc thân á, thì cũng đỡ thấy bứt rứt trong người khi mà xa người yêu. Vì thực ra, có người yêu đâu mà xa. Mình nghĩ là nếu có người để phù hợp nói cái chủ đề này thì người đó chắc chắn là mình. Đương nhiên thì mọi người vẫn muốn tiếp cận cái chủ đề với nhiều quan điểm, nhiều góc nhìn khác nhau chứ phải không? Thế mọi người đã tham khảo qua góc nhìn của một người thuần độc thân khi mà nói về lợi ích của việc độc thân chưa? Trước khi đi tiếp với chủ đề của ngày hôm nay thì mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông như nhỏ phía bên cạnh để nhận được thông báo cho những video mới nhất của mình nha. Và đừng quên lịch ra video của mình là thứ ba mỗi tuần. Mình cảm ơn rất là nhiều. Mình hiểu là có người yêu sẽ rất là tuyệt vời, nhưng mà không có nghĩa là độc thân sẽ rất là buồn chán, mà ngược lại độc thân vẫn có rất là nhiều lợi ích nữa nha. Lợi ích thứ nhất là về mặt tài chính. Các bạn nam à, nếu mà các bạn không có thuộc trường hợp quá khá giả, nhà mặt phố bố làm to, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ có chung một nỗi băn khoăn, đó là trong buổi hẹn đầu tiên thì ai sẽ là người trả tiền đây? Quán cà phê lề đường vỉa hè thì còn đỡ nha, chứ vào mấy cái quán mà luxury một cái á là coi như giá tiền sẽ rất là chát. Nếu mà mình trả tiền cho bữa hàng đầu thì chắc chắn là mình sẽ xác định là những cái ngày còn lại của tháng là sẽ gặm mì gói, thậm chí là không có mì gói để gặm nữa. Mà nếu mà lên tiếng share tiền thì nó lại khá là kỳ, mà để con gái trả hết thì ai lại làm như vậy? Các bạn nữ có mà xem được cái clip này của tôi thì cũng hiểu cho con trai tụi tôi rằng không phải tụi tôi keo hay là không muốn trả tiền cho buổi hẹn đầu đâu, nhưng mà người ta vẫn thường nói cái câu á là con trai tuổi đôi mươi là lúc họ hết mình nhất, vì ở tuổi này họ vẫn chưa có cái gì trong tay cả, thứ họ có chỉ là tấm lòng mà thôi. Yêu đó chỉ là suy nghĩ của những người đang vướng vào chuyện yêu đương mà thôi, còn độc thân tụi mình á hả, thì không cần phải để não phiền muộn về những cái chuyện đó. Thích gì thì mua thôi, ăn gì không đủ thì kêu hai phần. Rồi mấy cái dịp lễ liên quan tới tình nhân như Valentine rồi thì đâu cần phải tốn tiền mua quà cho người yêu làm gì. Thay vào đó thì để số tiền đó tiết kiệm. Lập một cái kế hoạch tiết kiệm một cái là nhiều khi thành đại gia chứ chẳng đùa. Lợi ích thứ hai đó là có nhiều bạn bè hơn. Các bạn có biết là ngay cả những bậc vĩ nhân họ cũng cho rằng á là cái vấn đề cân bằng mọi thứ trong cuộc sống dường như rất là khó khăn. Nhất là những cái gì liên quan tới cảm xúc và các mối quan hệ dường như lại khó khăn hơn muôn phần. Khi mà đang bận yêu đương á thì bạn chỉ muốn chú tâm tới người mình yêu nhiều hơn và khó tránh việc là sao lãng bạn bè xung quanh. Bởi vậy người ta thường nói có cái câu là có trai bỏ bạn hoặc là có gái bỏ bạn. Để mình chia làm hai luồng suy nghĩ đi ha. Về phía bạn của bạn á, khi mà bạn dành nhiều thời gian hơn để hẹn hò thì chắc chắn là dù buồn ít hay buồn nhiều thì nó cũng sẽ có buồn đó, nhưng mà nó sẽ không nói cho bạn nghe mà thôi. Về cái luồng suy nghĩ thứ hai mà mình cho là drama hơn á, là khi mà bạn đem bạn của bạn cùng với người yêu của bạn đi chơi á, thì sau vài tháng thì thế nào người yêu của bạn cũng sẽ đi chơi riêng với bạn thân của bạn. Tính ra lợi ích của việc có bồ là để xem coi đứa bạn thân của mình có chơi với mình thật lòng không ấy. Ủa, đang nói tới lợi ích của việc độc thân mà. Thì khi mà bạn độc thân á, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để kết bạn bốn phương nè, dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè của mình nè, thay vì phải chia nhỏ quỹ thời gian của mình ra để dành cho người yêu. Thứ ba là nâng cao khả năng tự lực cánh sinh của bạn. Một điều mình khá là thích và cũng không thể phủ nhận về lợi ích của việc độc thân á, nó là độc thân có thể nâng cao khả năng tự lực cánh sinh của bạn dù muốn hay là không. Chuyện là mình có những cái người bạn á, họ có những cái mối tình cũng rất là đẹp, nhưng mà khi mà chia tay á là
họ tâm sự với mình vậy nè: từ khi quen nhau thì họ đã bị phụ thuộc vào đối phương quá nhiều, từ thói quen nè, sở thích nè, cho tới động lực nè, hầu như là đều do đối phương tạo cho họ. Mình nghĩ á, một tình yêu đẹp là một tình yêu chỉ nên yêu đối phương 8 phần thôi. Hãy thật lý trí và giữ lại 2 phần cho bản thân mình. Hãy yêu lấy bản thân mình 2 phần còn lại đó. Đó là lúc bạn yêu thôi. Còn hiện giờ bạn độc thân á, thì hãy cố gắng yêu bản thân mình 10 trên 10. Cá nhân mình á, thì mình thường cố gắng giải quyết mọi việc một mình, để tránh làm việc tới người khác, cũng như là để không bị ảnh hưởng, cũng như quá ỷ lại vào người khác á. Dù có vất vả đó, nhưng mà mình thích cái cảm giác đó hơn là cái cảm giác mà phải ỷ lại vào người khác. Điều thứ tư, đó là tập trung cho sự nghiệp của mình nhiều hơn. Con người ta, chúng ta, ý là chúng ta, là chỉ có thể tập trung và làm tốt, thật tốt một điều mà chúng ta hướng tới và không bị phân tâm bởi những việc khác. Tình yêu không thôi thì sẽ không nuôi sống mày được đâu. Tuy nhiên, đời này thì mình vẫn rất là thích cái câu là một túp lựu chanh, hai quả tim vàng. Và mình cho phép bản thân mình tin vào điều đó. Mình nghĩ á, thà hai quả tim vàng và một túp lựu chanh còn hơn là hai quả tim vàng và gia đình ăn xin. Có cái câu vậy nè: thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ. Khi bạn độc thân thì thay vì bận tâm quá nhiều tới cái việc là khi nào mình có người yêu, thì các bạn hãy hướng sự chú ý của mình, tập trung sự chú ý của mình vào đường sự nghiệp của bản thân các bạn. Thời này, trai gái đều cần sự nghiệp riêng. Chỉ có khi mà có sự nghiệp riêng á, tự kiếm được đồng tiền để nuôi sống bản thân mình á, thì bạn mới có tiếng nói, bạn mới có thể bảo vệ được người mình yêu, và cũng như là thiết lập được một cái lối sống mà lý tưởng mà từ trước nay bạn ao ước được. Cái thứ năm là đỡ phải đau lòng. Thêm một điều mà mình cực tâm đắc cho người chơi hệ độc thân, đó là khi mà độc thân thì bạn sẽ đỡ phải buồn phiền đau lòng quặn thắt con tim. Mình sẽ sorry mọi người trước nếu mà mình truyền cho mọi người một cái thông điệp tiêu cực sắp tới, nhưng mà mình quan điểm như vậy nè. Độc thân bạn có thể sẽ buồn đó, nhưng mà khi yêu rồi thì bạn chắc chắn sẽ buồn. Vui vẻ và tư vấn tình cảm chính là đặc quyền của những đứa độc thân. Có một lần con bạn mình hẹn mình ra cà phê sẵn tiệc tư vấn cho nó luôn á, thì mình thấy cái điệu bộ hôm đó của nó khác với mọi ngày. Nó cứ buồn buồn rồi kiểu như có một bầu tâm sự đè nén bên trong luôn ấy. Rồi mình cũng thấy là hình ảnh của mình lúc trước ở nó, kiểu là đang tương tư, đang crush một người á. Có thể là những cái bạn độc thân cũng sẽ có phần ganh tị nè, ngưỡng mộ nè, khi mà thấy mấy bạn có bồ up hình lên mạng chứ. Nhưng mà các bạn có thấu cái cảm giác mà khi mà chia tay tụi nó phải đau lòng xóa từng bức hình chụp chung của tụi nó không? Nên là tốt nhất là cứ ở một mình trước cho đỡ mệt tim. Thứ sáu, đó là tự do tán tỉnh. Cái này thì không hẳn giống tính cách của mình lắm, vì mình kiểu khá là truyền thống ấy. Nhưng mà các bạn có công nhận với mình rằng mình đẹp nhất khi mà mình không thuộc về ai hết không? Khi mà có người yêu á, thì các bạn sẽ bị đánh dấu chủ quyền nè, không được liếc nhìn người này người kia nè, rồi khi mà ra ngoài đường phải bịt kín cổng cao tường nè. Một phần là do tự nguyện, không hẳn là bị ép buộc. Còn khi mà bạn độc thân á, thì quyền kiểm soát bản thân bạn hoàn toàn là của bạn, thì đồng nghĩa với việc là bạn có thể ăn mặc hở hang một xíu, sexy một xíu, thậm chí là bạn bận bikini ra đứng giữa bùng binh cũng chẳng sao cả, miễn là bạn thích là được thôi. Rồi, mình có một điều muốn nhắn nhủ tới những cái bạn mà có chung quan điểm chung truyền thống như mình á. Đó là sự chung tình chỉ nên đặt đúng chỗ, đúng hoàn cảnh. Có nghĩa là khi mà đang hẹn hò nhau hoặc là đang tìm hiểu nhau thì mới nên có sự xuất hiện của sự chung tình. Còn mình độc thân thì tự do tán tỉnh chỉ là một hình thức cũng như là một sự lựa chọn của bản thân thôi. Muốn có một mối quan hệ bền đẹp thì bạn phải có sự lựa chọn cũng như là có sự sàng lọc chứ, phải không? Và điều cuối cùng trong danh sách của lợi ích của việc độc thân, đó là bạn có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Sở dĩ mình xếp nó vào điều cuối cùng vì mình nghĩ nó quan trọng nhất. Khi mà yêu á, người ta thường ưu tiên cảm xúc của đối phương quá nhiều, đôi khi là sẽ phớt lờ luôn
chính bản thân mình. Mọi người thường lầm tưởng là ở một mình sẽ rất là buồn, nhưng mà không đâu. Để mình nói cho mọi người nghe, khi mà bản thân ở một mình á, cũng như là độc thân á, thì suy nghĩ của bản thân mới không bị những người xung quanh ảnh hưởng. Khi mà bạn độc thân á, bạn hoàn toàn có quỹ thời gian riêng dành cho bản thân. Thì hãy tranh thủ lúc mà bạn độc thân, hãy đăng ký vài lớp yoga nè, lớp võ nè, lớp học ngoại ngữ nè, làm cho bản thân mình ngon thiệt là ngon, thì tự giác sẽ có người tới tìm bạn. Thấy được giá trị của bạn độc thân thì hãy chăm sóc bản thân mình thật là tốt vào. Có như vậy bạn mới có đủ tư cách để nói yêu người khác. Nói ngoài lời một xíu là thay vì mong ước có người yêu rồi khát khao mua chocolate cho người yêu của mình, thì bạn hoàn toàn có thể tự mua chocolate cho chính bản thân bạn mà. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều như cách mà mình muốn yêu thương người yêu của mình, và hãy chăm sóc bản thân mình như cách mà mình muốn chăm sóc người yêu của mình vậy. Thay vì dành thời gian ra yêu đương rồi gặp những cái con người khiến trái tim mình đau khổ, thì hãy tìm về với sách, với một bài tập thể dục thể thao, một cuốn sách hay, một bài tập cardio, thì sẽ không làm cho tim bạn đau khổ, hụt hẫng, mệt nhoài, mà ngược lại cardio còn tốt cho tim mạch nữa. Và sách thì giúp mở mang đầu óc, quá lợi rồi còn gì. Video của mình tới đây là đủ dài rồi. Sorry mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết video của mình nha. Nếu mà thấy video của mình có ích và giúp được cho tất cả các bạn, thì đừng quên hãy đăng ký kênh của mình, cũng như là nhấn vào nút chuông nho nhỏ phía bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ăn thôi.